khẩn cấp. Hiện nay trái đất của chúng ta đã bị người ngoài hành tinh xâm lược, yêu cầu các phi hành gia tìm ra hành tinh mới để chúng ta có thể di chuyển ra khỏi trái đất. Cảnh báo, có một vật thể lạ đang tiếp cận đến phi thuyền. Tấn công ngay. Luật chơi vô cùng dễ dàng. Nếu bạn chọn đáp án đúng, phi công sẽ bắn hạ máy bay và bạn sẽ chơi tiếp. Tuy nhiên nếu bạn chọn sai, người ngoài hành tinh sẽ bắn một tia chớp vô cùng uy lực làm phá tan phi thuyền của bạn và bạn sẽ bị bắt đi. Nhiệm vụ hoàn thành, bạn đã giải cứu trái đất thành công. Những chiến công lớn lao của bạn sẽ được ghi vào lịch sử nhân loại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Flashlight, kênh chuyên hướng dẫn và thiết kế SLA chuyên nghiệp. Thước phim vừa rồi là một trò chơi về giải cứu thế giới, rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Thì đây là một trò chơi mà Khôi đã tập hợp tất cả rất là nhiều hiệu ứng. Và các bạn có thể thấy ở đây, đó chính là cái hiệu ứng về fly in hoặc là rely và rất là nhiều âm thanh làm cho bộ game rất là sống động. Thì ở đây, để chơi được trò game như thế này thì các bạn có thể đổi các câu hỏi. Ở đây thì Khôi đã tạo ra 4 level. Thì các bạn có thể chèn các câu hỏi dễ cho level 1 hoặc là các câu hỏi cho level 2, level 3 và level 4. Có nghĩa là cứ mỗi level thì các bạn có thể chèn nhiều câu hỏi từ 5 đến 10 câu cũng được cho mỗi level. Các bạn có thể thấy ở level 1 thì Khôi đã tạo ra một câu hỏi dễ, đáp án là đáp án của 1 cộng 3 bằng mấy. Thì Khôi đã để ABCD, các bạn chỉ cần bấm vô và đổi câu hỏi là được các đáp án. Ở đây thì mỗi level thì Khôi sẽ để thứ tự là level 1 là đáp án A, level 2 là đáp án B, level 3 đáp án C và level 4 là đáp án D. Thì chúng ta có thể thoải mái tùy chọn đổi các level cho nhau và thêm các đáp án. Ví dụ như ở slide level 1 thì các bạn bấm vào show slide. Rồi khi mà bấm vào show slide thì các bạn sẽ thấy là câu hỏi của chúng ta hiện lên. Và ví dụ như đáp án ở đây là đáp án A là đúng, các bạn sẽ bấm vô đáp án A, bấm vô shape và màn hình sẽ chuyển tới khung chọn đáp án. Ví dụ như các bạn bấm vào đáp án A là 4 thì lập tức tên lửa sẽ bắn vào UFO
debug sẽ rơi xuống. Và sau khi bấm xong, các bạn sẽ bấm vào màn hình một cái. Thế là chữ Next Level hiện lên. Chúng ta sẽ bấm vào Next Level. Và sau đó, màn hình trò chơi Level sẽ hiện lên tiếp. Rồi các bạn hồi nãy Khôi đã bấm Level 1, thì debug máy bay của chúng ta, phi thuyền của chúng ta đang ở Level 1. Bây giờ Khôi sẽ bấm sang Level 2. Và chúng ta sẽ bấm vào hành tinh của Level 2. Lập tức các đáp án sẽ hiện lên và chúng ta sẽ chọn thử đáp án sai nhé. Ở đây Khôi sẽ chọn thử đáp án C. Sai. Bấm vào C. Lập tức thì dưới ô sẽ bắn ra một tia chớp và phi thuyền chúng ta tan vỡ ra. Và con người sẽ bị UFO hút vào và bay đi. Thế là đáp án của chúng ta đã sai. Rồi, sang câu hỏi số 3 nhé. Các bạn sẽ bấm vào màn hình. Thì cái chỗ Next Level sẽ lên tiếp. Bấm vào Next Level. Và sau đó chọn Level 3. Chọn một hành tinh màu xanh. Rồi ở đây Khôi sẽ chọn đáp án đúng. Đó là đáp án C. Lập tức thì tên lửa sẽ bắn vào UFO. Và nó sẽ rơi xuống khỏi slide. Rồi tiếp tục. Ở đây Khôi sẽ chọn hình màu đỏ này. Và chúng ta sẽ tiếp tục chọn đáp án sai thử nhé. Các bạn, Khôi sẽ bấm vào đáp án A là 15. Rồi, lập tức UFO sẽ, từ ngoài hành tinh sẽ bắn ra một tia laser và hút người vào, sau đó bay đi. Các bạn sẽ bấm vào màn hình để hiện ra Next Level. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào Start. Rồi, ở đây sau khi hoàn thành game thì phi thuyền của chúng ta sẽ đi tìm ra hành tinh mới. Rồi, sau khi tìm đến hành tinh mới thì nhiệm vụ đã được hoàn thành là bạn đã giải cứu trái đất thành công. Những chiến công lớn lao của bạn sẽ được ghi vào lịch sử nhân loại. Thế là trò chơi của chúng ta đã được hoàn thành. Các bạn thấy dễ chơi không? Đây là một bộ game cực kỳ xịn và chỉ dành cho những ai thật sự cần. Các bạn hãy đọc thông tin dưới phần mô tả và hãy liên hệ cho fanpage của Flashlight để được nhận bộ game này nhé. Cảm ơn các bạn. Flashlight.